ta cảm ơn Chúa chúng ta trở lại sách tin lành văn buổi sáng hôm nay à, chúng ta vừa mới nghe đọc lời Chúa trong văn đọc 1 câu 29 đến câu số 34 và đây là lời chứng của dân Baptist tít à, kinh thánh ghi lại à, về Chúa Giêsu là ai và Chúa Giêsu là đấng như thế nào báp Baptist là người dọn đường cho Chúa như chúng ta đã học trong tuần trước dân Baptist luôn luôn làm chứng về Chúa ông rất khiêm nhường ông chỉ muốn mọi người biết Chúa Giêsu Christ mà thôi ông có thể nói rằng là ông bỏ mình đi để cho người ta chỉ biết thấy thấy Chúa mà thôi và lời của dân uh, Baptist được làm chứng ở trong phần kinh thánh này chúng ta thấy dân nói rằng là Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa trời Chúa Giêsu là đấng hằng có trước Chúa Giêsu được tỏ ra cho dân Israel ngài là đấng Messi Chúa Giêsu làm phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên chúng ta cần học chung với nhau buổi sáng hôm nay là chúng ta uh, hãy xem lời làm chứng của dân Baptist nói gì về Đức Chúa Giêsu Christ. Uh, trong câu số 29, qua ngày sau, dân thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời. Đây là lời làm chứng của dân Baptist. Và chúng ta biết rằng tác giả sách tin lành dân ghi lại lời chứng của dân Baptist một cách rất là trình tự. Qua ngày hôm sau, có nghĩa là có ngày trước đó. Ngày trước là ngày thứ nhất khi Chúa... khi 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 các thầy tế lễ người người Lê Vi À, người Pharisi đến với Giăng Baptist thì Giăng Baptist làm chứng Chúa Giêsu là đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không biết trong Giang đoạn 1 câu 26. Rồi đến ngày hôm sau chúng ta vừa mới đọc ở trong câu số 29 là Giăng Baptist làm chứng Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời đấng các thổi lỗi thế gian đi. Rồi chúng ta nếu đọc tiếp phần kế tiếp thì chúng ta thấy ở trong câu số 35, 37 là qua ngày mai Nghĩa là ngày thứ ba, dân baptist làm chứng cho các môn đồ đi theo mình chúa giê xu là chiên con của đức chúa trời và các ngươi hãy đi theo chúa giê xu. thì tóm lại cái lời làm chứng của dân baptist rất là rõ ông bà cho em ngày thứ nhất dân nói rằng là chúa giê xu đang ở đây với các ngươi và ngày thứ hai nói rằng là hãy nhìn xem chúa giê xu là chiên con của đức chúa trời và ngày thứ ba nói rằng là hãy đi theo chúa giê xu. À, chiên con là hình ảnh rất quen thuộc đối với à, người Do Thái. À, chúng ta biết rằng ngày xưa à, Aben dân chiên con tốt nhất trong bầy của mình làm của lễ cho Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời đẹp lòng, trong sáng thế ký đoạn 4 câu số 4. Rồi sau đó Abraham à, bắt lấy con chiên mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho để làm của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời thay thế cho con trai mình à, trong sáng thế ký đoạn 22 câu số 13. Và kế tiếp dân Israel, dân chiên con của Đức Chúa Trời làm lễ vượt qua trong suốt uh, Exodus To ký đoạn 12. Rồi chúng ta thấy rằng là um, trong thời cựu ước là trong thời cựu ước cho đến khi đền thờ Jerusalem bị tàn phá thì dân Israel thường dân chiên con làm của lễ chuộc tội cho mình. Và mỗi ngày thì buổi sáng buổi chiều thì dân Israel uh, dân hai con chiên trong đền thờ của Đức Chúa Trời trong sức Ai Cập ký đoạn 29 câu 38 đến câu 41 đó, là buổi sáng dân con chiên và buổi tối dân con chiên thì mỗi lần dân như vậy phải làm của lễ chuộc tội cho uh, con dân của Chúa cho uh, chính cả dân dân tộc Israel nữa và mỗi người trong dân sự của Chúa muốn được sự tha tội thì cách duy nhất là phải dân chiên con vô tội làm của lễ chuộc tội cho mình và gia đình nào mà không có chiên con à, gia đình nào nghèo không có chiên con thì thì, thì phải dân cặp chim bồ câu hay là chim cưu trong lê vi ký đoạn năm câu số 7 có có nói cho chúng ta điều này thì chúng ta thấy rằng là hình ảnh chiên con à, làm sinh tế dân cho đức chúa trời là cái hình ảnh rất quen thuộc đối với người do thái và thay vì dân của chúa phải bị giết khi họ phạm tội thì có chiên con vô tội bị giết chết thế chỗ cho họ Thay vì huyết của dân sự dân sự của Chúa phải phải đổ ra thì huyết chiên con vô tội đó đã đổ ra thế cho dân sự của Ngài. Và trong Hebrew đoạn 9 câu 22 theo luật pháp thì hầu hết các vật đều nhờ huyết và được sạch. Không có huyết thì không có sự tha tội. Không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội. Như vậy thì hình ảnh chiên con dân cho Đức Chúa Trời làm của lễ chuộc tội trong trong cựu ước á, chính là Đức Chúa Giêsu Christ là chiên con hy sinh chịu chết để chuộc tội cho dân sự của Ngài. À, ông bà chị em có kinh thánh chúng ta cùng xem ở trong Cô Tô thứ nhất đoạn 5 câu số 7. Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Rồi Cô Tô thứ nhì đoạn 5 câu số 21. À, Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi cho nên tội lỗi vì chúng ta hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Như vậy thì là tội nhân thì chúng ta cần chiên con của Đức Chúa Trời. Nếu không có chiên con của Đức Chúa Trời thì dân sự của Chúa và chúng ta ngày nay không có sự tha tội, không có sự sống. Là chiên con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Sư Christ là đấng đến để cắt tội lỗi thế gian đi. Và chúng ta cũng cần hiểu rằng là ngày xưa họ dân chiên con cho Đức Chúa Trời làm sinh tế chuộc tội và chiên con đó không cất tội lỗi của họ đi được. Và chỉ có Chúa Jesus Christ là chiên con của Đức Chúa Trời có thể cất tội lỗi của thế gian đi mà thôi. Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời cất tội lỗi thế gian đi. Ngài hy sinh chịu chết thế chỗ cho chúng ta. Chúng ta là những con người đáng phải bị chết mất đời đời. Nhưng tạ ơn Chúa Chúa đã ban công một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ là chiên con của Đức Chúa Trời chịu chết thế chỗ cho chúng ta. Và chúng ta biết rằng chiên con của Đức Chúa Trời là Chúa Jesus Christ hy sinh chịu chết không phải là cái chuyện tình cờ hay cái chuyện ngẫu nhiên nhưng mà là một cái cái công việc hay là một cái chương trình ý định đời đời của Đức Chúa Trời. Ở trong Ê-sai đoạn 53 câu số 7 người đã bị áp bức và hành hạ đau đớn nhưng người chẳng hề mở miệng như chiên con bị đưa đi làm thịt như chiên con im lặng trước thợ hất lông, người chẳng hề mở miệng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hình ảnh chiên con trong Cựu Ước uh, chịu chết để làm của lễ chuộc tội cho dân sự của Chúa là nói đến hình ảnh của Chúa Jesus Christ và sự hy sinh chịu chết của Chúa, Chúa là Jesus là chiên con của Chúa trời đã được nói trước trong à, cựu ước và chiên con chịu chết để để làm sinh tế để làm của lễ chuộc tội cho chúng ta cho cả nhân loại ngày hôm nay và trong khải quyền cũng cũng cho chúng ta thấy rằng là, là chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế khải quyền đoạn 13 câu số 8. như vậy thì chúng ta tạ ơn Chúa à, khi Giang Baptist nói rằng là khi chiên con của Đức Chúa Trời đứng đến để các tội lỗi thế gian đi là chúng ta nghĩ đến công việc của Đức Chúa Trời đã chuẩn bị chúng ta nghĩ đến chương trình của Đức Chúa Trời ý định của Đức Chúa Trời trước khi cả vũ trụ này được tạo nên và chúng ta tạ ơn Chúa uh, Chúa Giêsu đến ngài làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta Chúa hy sinh chịu chết để cứu chúng ta Chúa cất đi tội lỗi chúng ta. Và buổi sáng hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta ngồi đây chúng ta thờ phượng Chúa. Xin Chúa cho chúng ta đồng tấm lòng như sách khải quyền đoạn 5 câu số 8, câu số 12, câu số 13 à, nói rằng bốn con sinh vật và 20 chữ, 24 chữ lão bèn sắp mình xuống mặt chiên con. Đồng lên một tiếng lớn rằng chiên con đã bị giết đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Câu số 13, lại tôi nghe mọi vật dựng nên trời dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật. Ở đó đều nói rằng, chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và viền phép đời đời. Tạ ơn Chúa, ông bà chị em, buổi sáng hôm nay chúng ta biết Chúa Giêsu là ai? Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời chúa đến để cất tội lỗi thế gian đi trong đó có chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta yêu kính chiên con của Đức Chúa Trời, chúng ta chúng ta thờ phượng chiên con của Đức Chúa Trời. Và chiên con của Đức Chúa Trời không phải là một một con người bình thường. Chúa giêsu là chiên con, Chúa giêsu không phải là con người bình thường. Ngài là con của Đức Chúa Trời, Ngài chính là Đức Chúa Trời. Ở trong câu 30 đó ấy về về đấng đó mà ta đã nói có một đấng đến sau ta Trỗi hơn ta vì người vốn trước ta, à, Pháp Tích làm chứng rằng là, là Chúa Giêsu là đấng hằng có trước, Chúa Giêsu là đấng hằng có trước, à, chữ hằng có trước là nói đến sự hiện hữu của ngài, ngài là đấng tự có và hằng có, à, chúng ta có thể hiểu như thế này là trước khi thế gian được tạo nên thì đã có Chúa Giêsu trước khi chúa xu trở thành người à, sống trong thế gian này thì đã có chúa xu à, và sự hiện hữu của ngài là thiên chúa ngôi hai trong ba ngôi đức chúa trời à, giang Tích làm chứng là có một người đến sau ta trỗi hơn ta vì người vốn trước ta người vốn trước ta và, và chúng ta biết rằng là đây là lần thứ ba à, giang baptist làm chứng về sự cao trọng của chúa xu về sự hằng có của của Chúa Giêsu. Lần thứ nhất ở trong gian đoạn 1 câu số 15, đấng đến sau ta, trỗi hơn ta, ngài vốn trước ta. Rồi lần thứ hai trong uh, gian đoạn 1 câu 27, đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây giày ngài. Điều dân muốn nói là điều gì ông bà chị em? Dân, dân muốn cho mọi người biết một điều là gì? Chúa Giêsu đến từ Đức Chúa Trời Ngài là đấng rất cao trọng. Ngài là đấng xứng đáng được tôn kính và hầu việc. Và chúng ta biết rằng là à, mặc dầu Chúa Giêsu sanh sau Giăng Baptist 6 tháng, 6 à, tháng trong Luca đoạn 1 câu 26 và câu 36 đó và Chúa Giêsu bắt đầu chức vụ sau Giăng Baptist luôn. Nhưng mà Giăng Baptist nói rằng là gì? Chúa Giêsu là đấng có trước. Là đấng hằng có. À, không không những chỉ lời chứng của dân Baptist mà ngay cả đấng tiên tri Mê-chi à, cũng đã nói trong à, sách à, tiên tri à, à, Mica đoạn 5 câu 1 à, gốc tích của ngài bởi từ đời xưa từ trước vô cùng. À, cho chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu là đấng hằng có hay là chúng ta có thể hiểu rằng Chúa Giêsu là đấng tự có và hằng có. chính Chúa Giêsu cũng cũng bày tỏ về sự hằng có của ngài Chúa Giêsu phán là ta từ trên trời xuống ở trong gian đoạn 6 câu 38 và các ngươi bởi đất mà có còn ta bởi trên mà có yeah, chúa nói là ta bởi trên mà có rồi chúa nói rằng là trước khi có Abraham đã có ta à, trong gian đoạn 5 câu à, đoạn 8 câu 58 như vậy thì chúng ta à, học bài học gì ở đây chúng ta nhận biết Chúa Giêsu là là đấng vô hạn. À, con người chúng ta có hàng phải không? Chúa Giêsu là đấng hằng có. Chúng ta là tạo vật của Ngài. À, Chúa là đấng hằng có mà, Chúa là đấng vô hạn. Chúng ta có hàng, Chúa là đấng tạo dựng nên chúng ta, Chúa là đấng hằng có. Chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta biết Chúa Giêsu là ai. Một trong những cái điều mà đi làm chứng về Chúa Giêsu, chúng ta phải biết Chúa Giêsu là ai. Chúa Giêsu là đấng đến từ trời, ngài là Đức Chúa Trời. À, câu 31 về phần ta, ta vốn chẳng biết ngài, nhưng ta đến để, đến làm bắp tem bằng nước à, để ngài được tỏ ra cho dân Israel. Dân lại còn làm chứng này nữa, ta đã thấy thánh linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình ngài. Bằng, dân bằng bắp thích làm chứng về Chúa Giêsu điều gì ông bà chị em? Chúa Giêsu được tỏ ra cho dân Israel rằng ngài là đấng Messiah. Chúa Giêsu là đấng Messi. À, chúng ta biết rằng là à, um, Chúa Giêsu và Giăng Baptist là anh em họ, đúng không? Yeah. Bà Mary với bà Elizabeth là mẹ của của Giăng Baptist là cũng là chị em họ ở trong uh, Luca đoạn 1 câu 36 đó. Um, cho nên Giăng Giăng biết về Chúa Giêsu, Giăng biết về Chúa Giêsu. Nhưng điều Giăng nói đây về phần ta, ta vốn chẳng biết ngài. Nghĩa là sao mà chị em? Nếu mà dân không biết về Chúa Giêsu làm sao dân làm chứng về Chúa Giêsu? Mà ở đây dân Baptist nói rằng là ta chẳng biết ngài. Nghĩa là sao? Có nghĩa là là dân Baptist chẳng nhận biết Chúa Giêsu là đấng Messi cho đến khi dân Baptist làm bắp tem cho Chúa Giêsu. Dân Baptist biết Chúa Giêsu là ai? Biết Chúa Giêsu là con của bà Marie đúng không? có thể là trong thời niên thiếu có thể hai người biết nhau cũng có thể có thể là à, bà Mary là mẹ của Chúa Giêsu à, nói chuyện với à, bà Elizabeth là mẹ của Giăng Baptist có thể họ biết nhau nhưng mà không biết rõ Chúa Giêsu là đấng Messi cho đến khi Giăng Baptist làm bắp tem cho Chúa Giêsu và việc Giăng Baptist làm làm bắp tem cho Đức Chúa Giêsu đó để Đức Chúa Giêsu được bày tỏ ra cho dân Israel biết ngài là đấng Messi Giăng Baptist làm chứng là Đức Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình ngài. Ông mà chị em ơi, ba sách Tin lành, dạ, ba sách Tin lành Matthew, Mark, Luca hay còn gọi là Tin lành cộng quan đó, đều ghi lại là Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên ngài. Trong Matthew đoạn 3 câu 16, Mark đoạn 1 câu 10 và Luca đoạn 3 câu 22. À, bằng chứng gì để để chứng minh Chúa Giêsu là Đấng Messi Bằng chứng là gì? Chúa Giêsu phải được sức dầu, đúng không? Đấng Messi là đấng được sức dầu. À, như kỳ trước chúng ta đã học đó, à, Đấng Messi phải được sức dầu làm vua. Và kinh thánh ghi lại cho chúng ta à, biết Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời sức dầu trong công vụ đoạn 10 câu 38. Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, oh cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu là đấng Messi, à, chữ Messi à, theo uh, tiếng Hebrew là chữ Messi, à, chữ uh, Chris là, là theo uh, chữ Hy Lạp à, là đấng à, được sức giàu, đấng làm vua là đấng cứu thế, đấng cứu rỗi nhân loại. rồi điều, uh, cho nên điều giang bắp tít làm chứng là, là là để chứng minh Chúa Giêsu là đấng Messi, à, đấng à, mà Đấng, mà, mà, các đấng chương tri trong cựu ước đã nói trước và là đấng mà người do thái đang trông đợi như vậy thì chúng ta sẽ sẽ đáp lại với lời làm chứng của dân Baptist như thế nào buổi sáng hôm nay và dân Baptist nói rằng Chúa Giêsu đã tỏ ra cho dân Israel ngài là đấng Messi thì chúng ta sẽ đáp ứng với lời làm chứng của dân Baptist ra sao chúng ta hãy mở lòng tiếp nhận Chúa Giêsu là đấng Messi là đấng cứu thế trong đời sống mình để được sự tha tội, để được sự sống dư dật Chúa ban cho. Và Giăng Báp tích làm chứng về phần ta, ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm pháp bắp tem bằng nước, có phán cùng ta rằng đấng mà người sẽ thấy thánh linh người xuống đậu trên đậu lên trên, ấy là đấng làm phép bắp tem bằng đức thánh linh. Và cái điểm thứ tư là là dân báp tích làm chứng Chúa Giêsu làm phép bắp tem bằng đức thánh linh. Ở đây chúng ta thấy dân Baptist thì làm phép bắp tem bằng nước, phải không? À, còn Chúa Giêsu thì làm phép bắp tem bằng Đức Thánh Linh. À, Giăng dân bắp tít làm chứng ông được sai đến để làm phép bắp tem về phép bắp tem bằng nước để chuẩn bị tấm lòng con dân của Chúa ăn năn để tiếp nhận Chúa Giêsu để đấng Messi. À, dân nói nói rằng là, là đấng mà ngươi thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên đó, đấng ấy sẽ làm phép bắp tem bằng Đức Thánh Linh. Như vậy thì ông bà chị em có thể hỏi rằng là, là làm phép bắp tem bằng Đức Thánh Linh có nghĩa là gì? Làm phép bắp tem bằng Đức Thánh Linh có nghĩa là gì ông bà cho em? Làm phép bắp tem bằng Đức Thánh Linh có nghĩa là là nói đến bắp tem về tâm linh. Bắp tem bằng Đức Thánh Linh để được cứu để được cứu rỗi. À, khi 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 một tội nhân ăn năn, tội à, rồi à, tín nhận Chúa Giêsu đó thì được Đức Chúa Giêsu ban cho Đức Thánh Linh và Đức Thánh Linh đó ở trong lòng của người đó, Đức Thánh Linh thay đổi đời sống người đó, Đức Thánh Linh ban năng quyền thắng hơn tội lỗi, Đức Thánh Linh ban ân tứ cho người đó để hầu việc Ngài, Đức Thánh Linh um, sẽ uh, làm người đó hiệp một trong thân thể của Đấng Chris trong Đức Chúa Giêsu Chris Như vậy thì uh, um, chúng ta hiểu thế nào à, Chúa Giêsu nói rằng Chúa Giêsu làm phép báp têm à, bằng Đức Thánh Linh. Rồi à, trong à, à, ba sách Phúc, Phúc âm Tin lành cũng nói rằng là à, Chúa Giêsu làm phép bắp tem bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Mà chị em nhớ không? Bằng phép bắp tem bằng Đức Thánh Linh và lửa. Thì chúng ta hiểu phép bắp tem bằng Đức Thánh Linh là gì là khi à, một người ăn năn tội, à, Chúa ban cho Đức Thánh Linh ở trong lòng người đó. Đức Khánh Linh chiếm hữu đời sống người đó ban cho năng quyền để thắng hơn tội lỗi, ban cho năng quyền để uh, hầu việc Chúa và người đó được hiệp một trong thân của Chúa. Rồi chẳng uh, đây thì nói đến phép bắp têm bằng uh, bằng lửa là sao? Bằng linh và bằng lửa, lửa thì đến nói đến sự phán xét của Chúa. Nếu không ăn năn thì Chúa sẽ sẽ phán xét. Nếu ăn năn thì Chúa sẽ ban cho đức thánh linh của ngài, ban cho sự cứu rỗi, ban cho sự sống. Nếu không ăn năn thì sự bắp tem bằng lửa chính là sự phán xét của Đức Chúa Trời giáng cho những người không tin, những người không nhận Ngài là đấng mê si. Ở trong Corinto đoạn 12 câu số 13, Vì chân chúng ta hoặc người Judah hoặc người Gareth hoặc người tối mội hoặc tự chủ đều đã chịu phép bắp tem chung một Thánh Linh để hiệp là một thân. À, chúng ta tạ ơn Chúa, là Chúa giải thích cho chúng ta biết về ý nghĩa của sự bắp tem bằng Đức Thánh Linh là gì. Vậy thì chúng ta có thể phân biệt phép bắp tem của dân Baptist tít và phép bắp tem của Chúa Giêsu. À, bắp tem của dân bắp tít nói về sự ăn năn tội. À, bắp tem của Chúa Giêsu là bắp tem nói về bắp tem tâm linh, nói về sự cứu rỗi, nói về quyền năng của Đức Thánh Linh chiếm hữu người đó, quyền năng của Đức Thánh Linh cai trị trên đời sống người đó và người đó được Chúa Thánh Linh hướng dẫn trong sự à, thờ phượng Chúa và học việc Ngài. Như vậy thì mỗi chúng ta à, buổi sáng hôm nay chúng ta đã chịu phép bắp tem bằng Đức Thánh Linh. Đúng không? nghĩa là chúng ta tin nhận Chúa Giêsu chúng ta đã chịu phép bắp tem bằng Đức Thánh Linh. Và Chúa Chúa ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài ở trong lòng chúng ta. Thánh Linh của Chúa hướng dẫn chúng ta, Thánh Linh của Chúa dạy dỗ chúng ta, dẫn dắt chúng ta, thay đổi đời sống chúng ta, ban chúng ta ân tứ để hầu việc Chúa và trong episode đoạn 4 câu 30 đó là Chính Đức Thánh Linh đó, chúng ta nhờ Đức Thánh Linh Mà chúng ta được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc Chúng ta cảm ơn Chúa à, Chúa Giêsu đã Ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài Chúng ta được Thánh Linh của Đức Chúa Trời Thánh Linh là trong ba ngôi Đức Chúa Trời Thánh Linh chính là Đức Chúa Trời Ở trong lòng chúng ta Hướng dẫn đời sống chúng ta dẫn dắt đời sống chúng ta và ban ơn chúng ta để làm sáng danh Chúa. Và dân bắp làm chứng rằng ta đã thấy nên ta làm chứng rằng ấy chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Con Đức Chúa Trời là danh xưng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là con độc nhất vô nhị, là con duy nhất, không ai giống hoặc bằng Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời không có nghĩa là Chúa Giêsu thấp hơn Đức Chúa trời hay là Chúa Giêsu được Đức Chúa trời tạo nên. Ở trong tuần thì có người nói với tôi rằng là Chúa Giêsu là con Đức Chúa trời, nghĩa là Chúa Giêsu được Chúa được Chúa trời dựng nên, Chúa Giêsu thấp hơn Đức Chúa trời. Thì tôi nghe điều đó thì tôi, um, tôi, tôi 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 cũng suy nghĩ, không biết tại sao người đó trả lời như vậy. <laughs> Và buổi, buổi, sáng hôm nay ước mong rằng người đó ngồi đây để nghe lời của Chúa để, để hiểu biết Chúa Giêsu là ai, Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu con là con Đức Chúa Trời không phải là Chúa Giêsu là được Đức Chúa Trời tạo nên. Nhưng mà nói đây là Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời đó là danh xưng của Chúa Giêsu nói đến sự liên hệ rất mật thiết, rất đặc biệt, rất màu nhiệm giữa Đức Chúa Giêsu với Đức Chúa Trời. Và danh và danh xưng này chúng ta biết rằng um, tác giả sách tin lành gian ghi lại uh, con Đức Chúa Trời ở trong gia gian đoạn 3 đoạn 20 câu 31 đó uh, những điều mà gian viết á, để người ta tin Chúa Giêsu là gì là con Đức Chúa Trời thì nhờ danh Chúa Giêsu được sự sống cho nên danh xưng của Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời rất là quan trọng và khi nói về danh xưng của Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời đó thì là nói đến thần tánh của Chúa Giêsu nói đến thần tánh của Chúa Giêsu bà chị em và Chúa Giêsu có có đủ mọi bản thánh của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu có mọi có đủ mọi bản thánh của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời là đấng quyền năng Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan Đức Chúa Trời hiện diện ở khắp mọi nơi thì Chúa Giêsu cũng vậy đấng khôn ngoan quyền năng ngài hiện diện ở khắp mọi nơi ở trong Côlôse đoạn 2 câu 9 á vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thấy đều ở trong đấng ấy như có hình là những bản tánh của Đức Chúa Trời có thì Đức Chúa Giêsu có vì Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời mà và khi nói Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời đó là Chúa Giêsu ngang bằng Đức Chúa Trời. Chứ Chúa Giêsu không có thấp hơn Đức Chúa Trời đâu. Ở trong gian đoạn 5 câu số 18, Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ mình, làm mình làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Mà trời em thấy không? Và trong gian đoạn 10 câu số 30 đó, Chúa Giêsu phán được rằng là ta với cha là là một. dạ yeah. Ta với cha là một. Chúa Giêsu ngang bằng với Đức Chúa Trời và khi nói Chúa Jesus là con Đức Chúa Trời đó là nói Đức Chúa Jesus chính là Đức Chúa Trời. Ân đoạn 1 câu số 1 đó ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là là Đức Chúa Trời. Để. Chúa Jesus là ngôi hai Thiên Chúa, dân đoạn 1 câu số 2, ban đầu ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Chúa Jesus là ngôi hai Thiên Chúa trong ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, ba ngôi đồng quyền, ba ngôi đồng hiện hữu, ba ngôi là Đức Chúa Trời. Đây là cái cái lễ đạo rất là mầu nhiệm. Chúng ta tạ ơn Chúa Kinh Thánh bày tỏ chúng ta rất là nhiều để cho chúng ta biết về lễ đạo ba ngôi. Và có thể chúng ta à, không hiểu hết nhưng mà chúng ta tin những gì lời Chúa bày tỏ cho chúng ta, những gì Giăng Baptist làm chứng cho chúng ta. Và nếu có một ai trong chúng ta không tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, ngài ngang bằng với Đức Chúa Trời đó thì người đó phạm thượng với Đức Chúa Giêsu, ở gian đoạn 5 câu 23 ai không tôn kính con ấy là không tôn kính cha là đấng đã sai ta đến gian nhất đoạn 5 câu 13 ai có đức chúa con thì có sự sự sống ai không có con đức chúa trời thì không có sự sống gian đoạn 3 câu 36 ai tin con thì thì được sự sống đời đời ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Xin Chúa giúp chúng ta đáp lại với tấm lòng nhận biết Chúa Giêsu, yêu kính Chúa Giêsu, tôn kính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Và xin Chúa nhắc nhở chúng ta buổi sáng hôm nay, chúng ta cảm ơn Chúa vì lời làm chứng của dân Baptist. Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là đấng hằng có trước Chúa Giêsu là đấng được tỏ ra cho dân Israel, ngài là đấng Messi. Chúa Giêsu làm phép bắp tem cho các môn đồ của Chúa cho chúng ta ngày hôm nay bằng Đức Thánh Linh và Chúa Giêsu chính là con Đức Chúa Trời. Chúng ta tin lời chứng của dân bắp tít là thật vì những gì ông làm chứng về Đức Chúa Giêsu đều do Đức Chúa Trời mặc khải cho ông. Chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời. Ngài đã hy sinh chịu chết để cứu rỗi và ban sự sống đời đời cho những ai tin nhận Ngài, chúng ta sẽ yêu kính thờ phượng Chúa Giêsu, rao truyền tình thương của Chúa Giêsu cho mọi người. Chúng ta sẽ luôn luôn ghi nhớ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu và sẽ sống với tấm lòng biết ơn về tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta buổi sáng hôm nay, chúng ta ca ngợi Chúa về sự ban cho của Chúa, chính công một của Ngài. Đức Chúa Giêsu Christ là chiên Con của Đức Chúa Trời, đến để cất tội lỗi thế gian đi, đến để tha thứ tội lỗi cho chúng ta những người tin nhận Ngài. Và Chúa là đấng đáng được thờ phượng, đáng được ca ngợi. Chúa là đấng hằng có. Chúa là đấng làm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Chúa là đấng Mê-si. Chúa là Con Đức Chúa Trời, Ngài chính là Đức Chúa Trời. Cho nên buổi sáng hôm nay xin Chúa cho lòng chúng ta yêu mến Chúa, nắm vững lời làm chứng của dân Báp-tít và chúng ta sẽ nói về Chúa Giêsu, chúng ta phải làm chứng về Chúa Giêsu. Như Baptist đã làm chứng về Chúa Giêsu. Xin Chúa giúp đỡ và ban ơn cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Xin chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện.